Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một lồi lẩu sữa siêu to khổng lồ các cháu ạ. Bà sẽ làm một món ăn hôm nay là độc nhất vô nhị các cháu nhá. Các cháu ơi, cuộc đời bà cũng gần 60 lồi bánh chưng rồi, bà chưa bao giờ được ăn lẩu sữa bao giờ. Thì hôm nay bà sẽ quyết định làm một lồi lẩu sữa siêu to khổng lồ các cháu nhá. Các cháu ơi, thì bây giờ bà giới thiệu với các cháu nhá, vật liệu của lồi lẩu sữa hôm nay nhá. Thì bà đã đi chợ về rồi, thì bà mua đây này các cháu nhìn này. Đấy, ba chỉ bò đây nhá các cháu nhá. Còn đây là xúc xích này, đấy các cháu nhìn thấy rất ngon. Và đây là viên chiên bò nhá, chứ không phải là viên chiên cá nhá các cháu ạ. Đây này ngon lắm đấy. Thế còn đây là xương lợn nhá các cháu nhá. Còn đây là rau hợp tác các cháu ạ, nó là rất nhiều rau đấy. Thế còn đây là thịt gà đấy các cháu nhá. Thì các cháu ơi, thì cái lồi lẩu sữa của bà hôm nay thì cũng không thể là thiếu sữa được. Thì bà sẽ đi chợ về bà mua 5 loại sữa, rất nhiều đấy rồi các cháu ạ. Đây này, bà giới thiệu cho các cháu xem này. Đây là cun hương vị dâu nhá các cháu nhá. Chua đấy các cháu ạ, đấy các cháu nhìn này. Đây đây các cháu nhìn này, đấy cun hương vị dâu này đấy, rất ngon đấy nhá các cháu nhá. Thế còn đây là cun này, cun hương vị cam các cháu nhá. Đấy ngon lắm các cháu ạ, cun đấy, tên đã ngon rồi các cháu ạ. Thế còn đây là cun sô cô la nhá, đấy các cháu nhìn thấy chưa đấy. Còn đây là cun này là có hương vị là để các trẻ nhỏ, các cháu dùng là sẽ phát triển chiều cao lắm đấy các cháu ạ. Đấy, bà cũng thiệt thòi ngoại lâm chả có mà uống lên, nếu kiểu bà có uống thì bà cũng không lùn 1m1 đâu nhá các cháu nhá. Đấy các cháu nhìn này, đấy cun đấy, có cái nhóm này là có phát triển chiều cao nhá. Thế còn đây là các cháu này, lông trại bao vì đây này các cháu, ở cun lông trại bao vì đấy cũng có phát triển chiều cao nhá. Đấy các cháu xem em. Các cháu ơi, thì bà giới thiệu với các cháu nhá, tại sao một lồi lẩu sữa mà bà mua nhiều sữa như này nhá là không thể dùng hết đâu. Thì bây giờ là bà sẽ thôi, thì bà hôm nay bà đi chợ về, bà cũng nhân tiện bà mua, thì bà bảo là để cho các cháu uống để ủng hộ đội bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc nhá các cháu nhá, của 2019 nhá các cháu nhá. Đấy thì bà mới mua nhiều như này nhá các cháu nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay nhá, mà thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà, để bà mạnh khỏe nhá các cháu nhá. Quên, để bà có tí sức mạnh nhá các cháu nhá. Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện, kéo các cháu chờ lâu nhá. Các cháu ơi, đây này. Wow, đấy, lồi nước khổng lồ của bà đấy, đã sủi rồi đấy, đã nước rồi đấy. Ôi, nóng quá. Nào, bà đổ xương vào nhá, để bà linh nước dùng này các cháu này, đấy. Ôi. Ôi. Bà đậy vào vung vào nhá, linh này các cháu ạ, đấy. Các cháu ơi, đến đây này. Wow, đấy các cháu ạ, đấy. Ôi ôi, bẩn quá. Các cháu ơi, đây là lồi nước dùng của bà đấy, nó đã sôi, nó sủi sục nhá. Các cháu nhá, bây giờ bà sẽ cho gia vị vào các cháu nhá. Đấy, ôi, ngon lắm các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy, các cháu nhìn này. Đấy, rất ngon. Ôi, đấy, các cháu ạ, đấy. Ôi, quê, bỏ quá. Các cháu ạ. Thôi, bà linh thêm cho nó ngọt. Các cháu ơi, thế là lồi nước dùng của bà đã sôi đây được rồi này các cháu này. Ôi ôi, đấy. Bỏ quá. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đổ sữa vào nhá các cháu nhá. Đấy, các cháu ạ, đấy. Đã là lồi lẩu sữa là phải có sữa nhá các cháu nhá. Các cháu ơi, lấy bà quên mà không giới thiệu các cháu nhá.
cái túi sữa lông trại bao bì nó có cái mụn mụn này này các cháu này, chính là cái túi thần kỳ của cái túi sữa đấy nhá. À, cái túi thần kỳ này là để khi các cháu mà mùa hè mà uống lạnh thì muốn lạnh giữ nhiệt thì các cháu để vào tủ lạnh, khi bỏ ra nó rất chi là giữ nhiệt nhá. Hoặc là mùa đông các cháu muốn uống nóng thì các cháu vứt vào lò ghi sóng nhá, mang đến trường học hoặc đi đường là uống nó rất giữ nhiệt nhá các cháu nhá, rất giữ được nhiệt vừa nóng vừa lạnh nhá các cháu nhá. Lấy bà quên mà không giới thiệu các cháu nhá. Đấy, bà mới đổ được một ít nhưng mà đã lên màu rồi đấy các cháu ạ, đã lên màu lồi lẩu sữa rồi đấy các cháu ạ. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Này, các cháu nhìn này đấy, nhìn đã trắng tinh rồi, mùi sữa đã thơm phức rồi các cháu ạ. Đấy, cun cun đấy, cun cun. Các cháu ơi, đấy, các cháu nhìn thấy ngon không? Đấy, bà đã cho sữa vào đấy, ngon lắm các cháu ạ, đấy. Các cháu nhìn này, rất ngon, đấy. Đấy. Thôi, bây giờ bà đại vùng ở đây để bà đi lấy ấy nhá, lấy gia vị vào nữa, lấy thịt xíu vào. Các cháu ơi, đấy, ui ui, đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, lồi lẩu sữa của bà đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Các cháu ơi, bây giờ bà cho thịt gà vào trước nhá các cháu nhá, thịt gà nó cần phải chín lâu hơn các thứ khác nhá, các cháu nhìn này đấy. Ui ui, ngon lắm các cháu ạ. Đấy, đấy, màu trắng đấy các cháu ạ. Đấy, lẩu sữa có khác các cháu nhỉ, nó thành màu trắng ngay đấy, rất ngon đấy. Đấy, bà đậy vung vào nhá, đậy vung vào bà lại linh thêm. Các cháu ơi, wow đấy, thấy chưa? Các cháu ơi, bà đổ viên chiên bò vào nhá các cháu nhá, viên chiên bò chứ không phải viên chiên cá đâu. Ủa rồi, các cháu ơi, đấy, quấy kinh chưa, ngon chưa các cháu ơi? À, các cháu nhìn này đấy. À, các cháu ơi, hóa ra cái viên chiên bò nó không nổi như cái viên chiên cá các cháu ạ. Đấy, ngon thế. Rồi, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, đấy, rất ngon đấy. À, các cháu nhá, à, bây giờ bà sẽ đổ xúc xích với lại ba chỉ bò vào này các cháu này. Này, ui, này các cháu nhìn này, ui 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 ui, wow, ui, ngon không? Rất ngon đấy, các cháu nhìn thấy chưa? À, hóa ra là viên chiên bò giờ nó lỗi rồi, các cháu nhìn này đấy. Đấy, hóa ra là bây giờ là đến giờ lỗi các cháu ạ. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Nó không màu đen, nó không màu trắng như là viên chiên cá nhá các cháu nhá. Đấy, à, đấy. À, bà mời các cháu sau rồi tới đây thưởng thức với bà nhá, ngon lắm này các cháu này. Ấy, thấy chưa? Đấy, là còn lồi lẩu sữa đấy các cháu ạ, thơm lắm các cháu ạ. À, bây giờ bà đậy vung vào nhá. Đấy, một lát bà cho rau. À, các cháu ơi, bây giờ bà cho rau vào nhá. Ui, các cháu thấy chưa? Rồi, bây giờ, ui, ngon lắm các cháu ơi. Đấy, bà ấn rau vào nhá. Wow, ngon chưa? Các cháu thấy chưa? Đấy, bà dính xuống này, được chưa? Rồi bà cho nấm vào nhá. Ui, đặc sản độc nhất vô nhị đấy các cháu ạ. À, à, các cháu ơi, thế là bây giờ bà sẽ mang cái nồi lẩu sữa này mang ra để thưởng thức nha các cháu nhá. Ấy, ngon lắm các cháu ạ. À, các cháu ơi, thế là nồi lẩu sữa của siêu to khổng lồ của bà đấy nhá, bà đã nấu xong rồi, bà mang ra đây
Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu nhá, cùng tới đây để thưởng thức với bà nhá. Thì bà mời tất cả các cháu đi cùng ăn thưởng thức với bà đi nhá. Đi. Dạ vâng. Cảm ơn bà. Mời nhá. Mời vào nhà nhá. Cháu làm miếng thịt ba chỉ nè. Wow. Chị ăn nấm. Ôi nhiều nấm. Ngon. Bão. Vừa đánh hỏi thơm á. Hấp dẫn đấy. Ừ, mùi sữa thơm quá. Ngon nhỉ? Ngon lắm bà. Ngon lắm bà cô ơi. Thơm quá. Lẩu sữa này gồm nhiều món ngon thật đấy. Nhưng mà phải nói là tuyệt vời. Ăn nấm cũng ngon lắm. Thơm ngon lắm các bạn ạ. Cực ngon lạ lắm. Rau lại càng ngon. Ngon lắm các bạn. Món này thật là thơm đấy. Có một rau rất là ngon luôn. Rất ngon các bạn ạ. Tuyệt vời. Rất nhiều mùi sữa thơm ngon. Ngậy mùi sữa. Ngon quá. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon từ rau đến thịt. Cá thịt ba chỉ cũng ngon. Nhưng mà tất cả bạn nhé. Chàng này. Ngon lắm. Ngon lắm các bạn. Mấy tất cả bạn nhá. Ăn cực kỳ luôn. Các cháu ơi. À, thơm lắm, toàn mùi sữa. Cun cun đi nhá các cháu nhá. Hôm nay bà mua sữa cun và cho vào ngon lắm. Rồi đảo lên ạ. Ai ăn thịt gà bên dưới thì ăn. Em phải tìm cái đùi. Ôi trời ơi, cái đùi của em. Rồi. Miếng thịt của cháu, miếng thịt của cháu. Ôi đùi của chị, đùi của chị. Ôi đùi này. Cháu ra cháu. Đấy, cậu hơn nhìn này. Ngọt từ thịt, ngọt từ sữa. Thơm từ sữa và ngọt ngọt từ xương. Rồi mọi người gấp đi tiếp đi này. Chưa bao giờ ăn xúc xích mà hầm với sữa cả. Em thì em tìm miếng gà như thế nào. Em muốn ăn gà của bà Tân. Đây gà đây, gà đây. Đây em xin. Ui ngon quá. Các cháu ơi, ừ, ngon quá bà. Được miếng ba chỉ bò này ngon không các cháu này đấy. Ngon lắm các cháu ạ. Ngon quá, thịt mềm thơm ngon quá. Con được miếng đùi này tuyệt vời chưa? Hương này chị có miếng đùi gà ngon chưa? Lẩu sữa đấy. Ừ. Gà làm ngon lắm. Ngon như bò sữa luôn các bạn. Đây nhìn này, miếng da gà này giòn tan. Cái da này của cô. Các bạn thơm mùi sữa nhỉ? Thơm ngon. Ngon. Nó về em lại học bà Tân nấu lẩu sữa. Ngon ngon mà. Ngon quá. Hot chèn. Nước ngon. Ngon thế. Béo lắm. Bà kiểu nó ngậy ngậy thật nhỉ. Ngậy mà. Ngậy. Cho về nấu thử ấy nhỉ. Thơm. Thơm ngon. Thơm dân ngậy. Cho nó vừa phải lắm ra. Đây là cái. Đây này, em bỏ cái muôi khổng lồ của bà nấu những món rất chi là ngon. Hôm nay mới được cầm được cái muôi của bà này. Đây, rau ngon, quẹn đây, sữa này. Miếng... Ở đây tiếc gì đâu, cứ thoải mái, mái thoải đi này. Đó. Qua miếng. Đang ăn trực. Đang hào trong làng ăn trực, đây cho miếng đùi. Các cháu ơi, thơm lắm các cháu ạ, chính mùi sữa ơi. Đúng là lồi lẩu sữa quá khác các cháu ạ, đấy, ngon lắm. Thơm kinh khủng lắm các bà. Cuộc đời bà gần 60 lồi bánh trưng rồi các cháu ạ. Bà chỉ ngon. Đấy, hôm nay bà mới nấu lồi sữa, lẩu sữa siêu to khổng lồ đấy các cháu ạ, ăn ngon lắm. Đúng là một món ăn đặc nhất vô nhị nhá, của bà, cuộc đời bà gần 60 lồi bánh trưng hôm nay bà mới làm, mới ăn nhá các cháu nhá. Ngon lắm. Sáng ăn cái rau cũng ngon. Ngon thơm quá nhỉ? Thơm quá. Ngon lắm các bạn. Ăn rau cũng ngon. Thì mời các bạn nhé. Chấm một canh. Ăn nó mới thơm. Ngon hơn bạn. Còn miếng xúc xích nữa. Ngon các bạn. Quá tuyệt vời. Ngon tuyệt vời mẹ. Mọi người ấy, mọi người gắp tiếp đi. Ai ai múc múc thịt gà cho gái. Đây đây. Ui thịt gà đây. Đây thịt gà lên gà. Đây. Đâu gà đâu. Đây, đây còn sườn. Chưa được miếng thịt gà, ở đây được quả cánh. Quá ngon đấy bà. Nhưng mà no bà ơi, hết luôn. À, các cháu ơi, thế là lôi lẩu sữa khổng lồ của bà đây này các cháu ạ, còn đổ nước không nhá. Hôm nay ngon lắm các cháu ạ, đấy. Thì bây giờ bà sẽ dừng clip tại đây thôi các cháu nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá, để bà có thêm tí sức mạnh nhá.
Thì bây giờ bà chào các cháu, bye bye các cháu nhá. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhá. Uống Cun, chúng xe đạp, hấp úp và hàng chiếu hộp sữa Cun. Uống Cun.